Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây hay là trang review đến qua sách tay của Lâm. Hôm nay là một ngày đầy nắng và gió ở tại miền Tây thì Lâm rất là vui vẻ để ở đây để thực hiện bài review đến qua sách tay cho các bạn. Hôm nay Lâm đến với các bạn với một mẫu hoa rất là quen thuộc của dòng BVL Armenia. Thì như Lâm đã từng giới thiệu thì dòng BVL Armenia đã có rất là nhiều phiên bản, rất là nhiều màu khác nhau, ví dụ như là màu tím, màu xanh, màu trắng, màu cam và màu đỏ. Thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu cho các bạn một màu đỏ. Thì cái dòng nước hoa này nó rất là dễ chọn người dùng, bởi vì tất cả các lứa tuổi và tất cả các chị em phụ nữ nào cũng đều sử dụng thích hợp. Đây là BVL Armenia phiên bản màu đỏ. Cái thiết kế của cái chai của nó là 65ml, được sản xuất tại Italia vào mùa xuân của năm 2012. Đây là một cái kiểu thiết kế giống như là màu đỏ lấy từ ý tưởng của là những cái san hô đỏ. Còn những cái này là giống như là những cái vòng tròn, những cái viên ngọc trai nó đang vào nhau như thế này, nó đang vào nhau như thế này. Thì cái cách sử dụng của nó chúng ta chỉ cần cầm và xịt đây thôi. Ở trên đây thì nó có khắc cái chữ BVL Binary. Ở dưới đây cũng có chữ BVL Binary nữa nha các bạn. Đây. Thì dung tích là 65ml. Thì cái phiên bản này là phiên bản Elder Toilet. Cái mùi nước hoa này đối với Lâm là một mùi rất là trung tính, rất là dễ dùng và rất là dễ thương. Các chị em phụ nữ và tất cả những cái lứa tuổi đều sử dụng rất là thích hợp vì nó không có chán người dùng gì cả. Thì Lâm đã từng kinh doanh cái mẫu nước hoa này kể từ những năm 2016, 2015. Thì nó rất là bán chạy, bởi vì cái giá cả của nó rất là ổn định, rất là tốt. Thêm một cái nữa là cái chị phụ nữ nào cũng thích cái thiết kế của chai này, nó vừa sang chảnh mà nó vừa dễ thương, dễ dùng, và thêm cái nữa giá cả rất là hợp lý. Nên các bạn có thể tham khảo ở tại Lâm Bình Shop bằng cách gọi vào hotline 0939010422 mà Lâm đã để bên đây. Thì mong là các bạn hãy phone cho Lâm và nhắn tin để Lâm báo giá các bạn. Thêm một cái nữa thì cái mẫu Armenia này là một dòng nổi tiếng ở trong tất cả các phiên bản màu khác, như là màu tím, màu xanh, màu trắng, màu cam. Thì cái màu đỏ này Lâm thấy là một cái mùi dễ thương nhất, dễ dùng nhất, vì nó không đậm, nó không gắt gì cả, một mùi hương thân thoảng, một cái mùi hương kết hợp giữa hoa quả, hoa và quả, mà là cái nước hương đầu tiên của nó. Các bạn sẽ ngửi thấy một quả cam bergamot, và dần dần chúng ta sẽ thấy là mùi hoa dâm bụt và mùi hoa súng và những mùi hoa quả khác. Thì tất cả những cái mùi đó được đan xen với nhau, tạo thành một cái mùi rất là ổn định, rất là dễ thương và cá tính. Tất cả các cô gái và tất cả các chị em phụ nữ đều sử dụng thích hợp, không bất kể tuổi tác và bất kể công việc là làm văn phòng hay là đi chơi ngoài trời hay gì đều thích hợp hết. Cho nên là Lâm nghĩ là dòng nước hoa này là dòng nước hoa phổ thông và có thể nói là một dòng dành cho tất cả các chị phụ nữ không, nói chung thì ai cũng dùng được hết. Mùi rất là dễ thương và Lâm thấy là giá của nó cũng ổn định nữa. Các chàng trai mà có muốn mua để làm quà cho chị em phụ nữ thì hãy liên hệ với Lâm qua hotline 0939010422 mà Lâm để ở đây. Mong là các bạn sẽ tương tác với Lâm bằng cách bấm nút like và subscribe cho kênh của Lâm. Hôm sau Lâm sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm những mẫu nước hoa mới. Một chút xíu nữa Lâm sẽ đi giao hàng và Lâm sẽ nhập về một mẫu nước hoa cũng của dòng BVL nhưng mà của nam, dành cho các đấng mày râu, dành cho những cái anh trai, những cái người mà thích sự tươi mát, những cái sự mà cá tính và nó cũng không kém phần sang trọng. Đó chính là Binary BVL Men Extreme. Thì một chút xíu nữa trong cái kênh của Lâm sẽ trên tay cho các bạn xem và Lâm sẽ khui hộp cho các bạn xem. Còn đây là chai tester 65ml, được sản xuất tại Italy vào năm 2012. Nó là phiên bản Armenia. Trong tất cả các dòng Armenia thì phiên bản màu đỏ này là Lâm thấy dễ thương nhất. Rồi cảm ơn các bạn đã tương tác và đã xem video của Lâm. Mong là các bạn sẽ tương tác với Lâm bằng cách nút like và subscribe. Chúc các bạn một ngày thật là đẹp trời và thật là vui vẻ.